Thì đây là mít tố nữ. Đây. Tố nữ hay mã lai cô? Là nó thấy không? Đường phố thương người không có ai. Rồi vô tiếp. Sao nữa cô? Cô là hát là cô phải có đô treo dán thắng vậy nè. Trời đất ơi. Có nghĩa là tiền giết đời cô, tiền đốt cháy tim cô, có tiền là cô bụp liền. Rồi quá dữ luôn rồi. Tiền đốt cháy tim cô rồi, tiền làm cô đau. Con ơi con đành lòng sao. Dứt 200 không phải lại như mày. Hoàng kim xoài luôn bon bon luôn cô chú ào Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị các bạn trong một video tiếp theo nha. Các bạn thân mến, sáng nay em đang có mặt ngay tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Một ngày mới xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Trong video trở lại về Bến Tre ngày hôm nay, em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan chợ Tiên Thủy nha. Đấy. Hiện tại là em đang đứng ở trên một cái con đường phía trước đối diện chợ Tiên Thủy này cô chú. Cái chợ này, cái con đường này nếu mà đi thẳng ra từ hướng này nè. Đấy. Là mình sẽ đi về thành phố Bến Tre hoặc là đi về phà Tân Phú để đi sang chợ Lách đó cô chú. Hôm nay phía trước đối diện chợ có một cái đám tang. Sáng nay người ta hát nhạc cũng khá là lớn. Em cũng có lúc chờ phải tắt nhạc em mới giới thiệu được cô chú. Đấy, bây giờ hướng ngược lại là mình sẽ đi về chợ Tiên Thủy nha. Ở đây có một cái cửa hàng bách hóa xanh nè. Ở chỗ này em thấy có một cái xe. Xe đỏ cô chú. Ở đây là bến xe Tiên Thủy đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu, bến xe Tiên Thủy Vũng Tàu. Theo thông tin em được biết, bà con sáng nay có chia sẻ với em là chợ Tiên Thủy là một chợ xã, nhưng mà gần đây được phát triển cũng như là mới thành lập thị trấn Tiên Thủy được 1-2 tháng nay cô chú. Chợ Tiên Thủy là một ngôi chợ cổ. Em thấy trên biển hiệu là 1964. Ngày xưa ở đây chợ này có tên gọi là chợ Sóc Sải cô chú. Sóc Sải Hàm Long. Chợ Sóc Sải thuộc là xã Sóc Sải, huyện Hàm Long ở chế độ cũ. Có cái tên Sóc Sải là tại vì ngày xưa ở đây bà con nói là dân tộc người Khmer hoặc là người Miên á, người ta sống rất là nhiều ở đây luôn từ thời chiến tranh á cô chú. Sau này thì họ đã di cư đi nơi khác rồi. Đây chợ Tiên Thủy. Sáng sớm phía trước nhà lòng chợ có mấy chú đây ngồi uống cà phê nè. Đó, có cái quán cà phê xe đậu rất là nhiều luôn. Đó. Đám tang người ta chuẩn bị đi chôn á cô chú, đi an táng á, cho nên là sáng sớm nay hát nhạc nhiều lắm.
cho nên chỗ này có thể hơi ồn á, cô chú thông cảm nha em nha. Bây giờ em sẽ đi ra phía sau, đi chợ. Ngôi chợ này phía sau á, bà con có một cái khu chùm hổm á, bà con bán rất là dễ thương luôn. Đây là cái con đường hẻm đi xuống bên dưới đó cô chú. Phía bên đây cũng có một cái đường hẻm nữa nè. Có cô kia đi chợ về. Cái này là hẻm mấy bên trái nè. Dạ bây giờ em mời cô chú đi ra phía sau đi chợ với em nha, chợ quê. Ở phía trước có đám tang, người ta hát nhạc rất là lớn đó cô chú. Cho nên là em tranh thủ đi ra phía sau luôn. Ở đây có những cái gian hàng trái cây nè. Mùa này là chôm chôm, về Bến Tre thì chôm chôm còn rất là nhiều luôn. Chào chị. Dạ. Dạ kênh em là ống kính đó đây à. Chợ sớm anh chị dạ. Dạ ở đây chị bán chôm chôm Thái, chôm chôm thường chị. Wow quá tươi luôn. Chôm chôm này là của Bến Tre mình luôn ha, bên nào chị? Wow ngon quá. Đấy. Dạ dạ Bến Tre luôn, Bến Tre luôn, ở nhà luôn, lòng luôn. À, nhà mình ở bên Tiên Thủy luôn hả chị? Thủy đúng rồi, ngay cầu Tiên Thủy đi vô. Dạ cầu Tiên Thủy nằm ở khúc nào chị? Trên đầu chợ nè. Cái cầu này là cầu Khánh Hội mà. Thì cầu Khánh Hội mà mình nói cầu Tiên Thủy. À bà con hay gọi là cầu Tiên Thủy hả? À đúng rồi, đây là cầu Tiên Thủy. Cầu Tiên Thủy. Dạ tại em thấy cái tên để là cầu Khánh Hội. Khánh Hội là mấy Khánh Hội kia. Kia. Còn đầu cầu bên đây là của chị. À dạ đây chị bán ổi giường nha cô chú. Đấy. Rất là ngon luôn, dạ. Bao ngọt luôn đó. Chôm chôm này nhiêu ký chị? 30 ngàn. 30 hả? Hôm nay lên giá hay gì chị? Là nó hết giường rồi nó lên. Hết giường hả? Dạ. Một chôm vậy là mấy ký hả chị? Không biết quá đại á, không biết là dạ. Chị lựa chùm nào cũng ngon, bán em chùm đi. Đây là tươi và giòn. Dạ. Hai ký luôn. Dạ, 2 ký hả? Dạ, rồi. Đây kênh gì? Dạ kênh ống kính đó đây. Ống kính đó đây. Dạ. Chị bắt mình mất có lên nữa. Hết mùa chôm chôm mình bán trái gì chị? Thì cũng bán ổi lắm, đủ thứ có. Dạ. Mùa nào bán mùa nấy. Dạ. Ổi vườn nó ra vậy đó. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Bên đây là ổi ổi nhãn gì chị? Nhãn xuồng hả? Xuồng à. Xuồng cơm vàng đấy. Ăn cái là nó ngọt chìm xuồng luôn hả? Dạ. Dạ. Giờ người ta có thêm cái loại loại nhãn gì quên đây. Dạ, đây. Chị khui ra review cho cô chú xem luôn. Đây. Cái cơm nó dày hết cô. Cái hạt nó nhỏ nha. Còn dạ. Dạ. Bên đây thì về Bến Tre thì dạ. Về Bến Tre thì có bánh dừa nè. Dạ, sầu riêng. Trái gất nữa. Hay đặc biệt là chôm chôm rất là tươi nha cô chú. Đó. Cảm ơn chị. Đây sầu riêng với gấc. Đây sầu riêng này cô chú. Đấy. Cái này sầu riêng trùng bò hả chị? Di sáo hả? Dạ. Đấy. Rồi em cảm ơn nha. Dạ. Ở đây có đám tang á cô chú, người ta hay hát nhạc lớn lắm. Bây giờ em đi cái cánh bên trái xuống nha, cánh bên trái mình đi xuống ra phía sau luôn. Đấy. Ở đây thường phía trước nhà mấy cô mấy chị có trái cây hay hoặc là đồ ăn hay bánh gì á, mấy cô sẽ bán ở phía trước như vậy nè. Đấy. Chào cô.
Đấy, ở đây cô cũng có bán, cô bán cái nhãn này gọi là nhãn tím hả cô? Nhãn của Nhật hả cô? Dạ, con thấy nhiều rồi, con thấy nhiều ở trên TV mà mới thấy ngoài luôn. Nhãn này của Nhật luôn giống mới nè. Dạ. Nhãn Nhật mà nhãn xuồng. Dạ, nhãn cơm nó dày dữ lắm. Xuồng Nhật 40.000 ký. Chục lận á mà bán 40 tại nhà trồng. À, ở nhà cô trồng luôn. Ừ. Mình trồng nhiều không cô? Dạ, nhiều lắm. Dạ. Vườn rất rộng lắm ha. Của anh thì em không tám một mấy nữa. Wow, dạ. Chín một mấy rồi. Dạ, dạ. Dạ. Ở đây thì có bồng bon. À, bồng bon thì 50.000 một ký. À. Đây là mía nè. Mía 5.000 một phanh. Ồ, một khúc. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Em đi ra phía sau cô chú. Ở phía trên đây là cái khu nhà lồng mà bán đồ ăn uống nè. Ở đây thì có những cái quầy bán đồ ăn trong đây. Để em đi vô phía trong ha. Phía trong đây một chút xíu cô chú. Trong đây hình như là có các cô bán bánh nè. Trong đây có các cô bán bánh ngồi trong đây nè cô chú. Đấy. Bên đây thì có cô bán bún riêu, hủ tiếu. Đây, bún riêu, hủ tiếu nha cô chú. Chào cô. Dạ, ở đây các cô bán bánh ngồi đây vui quá. Dạ. Đây. Bánh quê nha cô chú. Dạ. Dạ. Đây, xe đi qua cô chú. Dạ dạ, để chút xíu con qua. Ở đây là bánh tiêu hả cô? Bánh tiêu, bánh cầm, bánh cam, bánh cục hả cô? À, bánh lá mơ á. À, bánh lá mơ, bánh lá mơ cô gọi là bánh cục. Cái này là da lợn này. Cái này cũng của cô luôn hả? À, cái này là bắp gì cô? Bắp kêu bắp giả ăn với mè. À, bắp giả với bắp hầm là khác hả cô? Cái đó nè, bắp giả với bắp hầm là dạ dạ giỏi. Cái này con này cô dùng lá chuối. À, gói lá chuối là dọn trên giường ai thích ăn thì ăn. Rồi lấy con gói lá chuối đi cho nó quê quê xíu đi. Hồi xưa là dạ. Lá chuối đấy bao nhiêu cô? Có 5.000. Dạ ở đây cô bán 5.000. Cô lấy giùm con tờ 5.000 với nè mà em đẹp mới được quay phim. Có gấp, có gấp được tờ 5.000 kìa. À có rồi hả? Dạ. Bỏ đây luôn đi cô. Đây, cảm ơn cô. Đây chắc các cô bán lâu lắm ha. 20 mấy năm à? Dạ. Dạ. Mấy năm mà không đổi đời. Mấy năm còn gì 50 năm rồi. À, cô bên đây là 50 năm rồi. À, đó, nhìn đây. Dạ. Cô bên đây là bán chè. Dạ, chú chợ. Dạ. Dạ. Bánh bánh này quá trời bánh luôn. Bánh lọt, bánh bò. Bán xôi nữa nè. Đấy. Cái này là xôi gì cô? Cái này là xôi vị. Xôi bánh phồng. Dạ. Xôi bánh phồng. Đấy. Xôi chỉ có bắp đi. Dạ. Bên đây cô bán bánh gì đây? Dạ. Bánh hỏi, dạ. Dạ, bánh hỏi nhưng mà không có bán nghe quay hết cô. Không, bánh hỏi có mà. À, bán cho bà con mua ký về. Ờ. Dạ. Cô ở đây cô cũng bán lâu chưa cô? Bán này cũng gần 30 năm rồi. Wow, cô nào cũng lâu năm hết trơn cô chú. Đấy. Cái gói này là gói gì mà gói lá chuối vậy cô? Cái này là bánh gói. À, bánh gói. Ừ, cái luôn. Dạ. Lá chuối, gói lá chuối. Cái nào có lá chuối thì mua. Dạ. Chút xíu em quay qua. Cái này gì á cô? Xôi mặn. Xôi mặn nè. Đấy. Cô cũng có cái xôi kia nữa. Ừ. Đấy. Cái này là chè gì á cô? Chè, tủ hướng luôn.
Dạ. Đậu và đậu đỏ thì môn. À. Wow. Cái này là sâm bổ lượng nè. Và cái này là chè. Chè bưởi. Chè bưởi hả? Lấy con hộp chè bưởi đi. Có bánh uống nước trò nào? Bánh uống nước trò nè. Dạ, có bánh uống nước trò nè cô chú. Lấy mấy chè bánh uống nước trò đi. Dạ được rồi. Con lấy hộp chè bưởi nhiêu cô? Có 10.000 à. Dạ. Đây, chờ con xíu nha. Rồi, 10 ngày hả cô? Dạ, rồi. Ở đây chút xíu nữa, không thấy các cô bán bánh trong đây luôn á. Em định đi ra phía sau rồi. Bên đây, chị bên đây cũng bán... cũng bán bánh như vậy luôn, bán xôi luôn. Dạ. Chè khoai mì. Dạ. Đây, chè khoai mì cô chú. Bên đây có cái thao bắp hầm nữa nè, cũng giống với cô luôn ha. Dạ. Đây là bỏ mối xong. À, mình bỏ mối xong nha. Dạ, bỏ mối bà con ở những chợ khác hả chị? Wow. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Bên đây các cô cũng bán gì đây nè, cũng bán bánh hay sao nè. Mấy cô bên đây cũng bán xôi luôn nè cô chú. Đấy. Đấy. Đây cô bên đây thì bán xôi với bánh tráng. Đấy. Ở đây chắc cô cũng bán mấy chục năm hả cô? À đúng rồi, ba mấy năm rồi. Dạ. Đây. Cô chiến binh luôn. Cô chiến binh à. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ. Cô bên đây thì bán gì cô? Bán nổi mà thôi. Hết hả cô? Ừ, bán dạ. Dạ. Con đi quay phim giới thiệu chợ chợ quê. Dạ. Dạ con quay làm YouTube á cô cho bà con coi. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Mấy cô nói là sáng bà con lại đây đếm bánh. Dạ. Dạ em mua chè với bánh rồi. 5.000 thôi. Ở đây chè khoai mì hả? Ừ. À. 5.000 một bịch. Rồi lấy em bịch luôn đi. Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Đây chè khoai mì. Dạ, cảm ơn chị. À, đi ra phía sau nha cô chú. Bên đây chị bán bánh tét nè, để quay giới thiệu chị luôn nha. Dạ. Đây là bánh ú nước cho. Đây là bánh tét chuối. Đây là bánh ít. Đây. Wow, dạ. Cái đường ở trong đây hơi hẹp chút xíu. Bánh ít mình nhân gì á chị? Nhân dừa, nhân đậu luôn. Dạ, ở đây hơi tối nha, cô chú thông cảm nha. Dừa đậu bao nhiêu cái chị? 4.000. 4.000 ha, lấy em 5 cái lộn xộn đi. Dạ. Kênh YouTube gì vậy? Dạ, kênh ống kính đó đây. Ở đâu? Em ở bên Tiền Giang nè, bên Cai Lậy á. Dạ, lấy lộn xộn đi. 20.000 phải không chị? Ừ, dạ thôi được rồi. Ô, đi học đẹp tai quá ha. Này chị gói luôn hả? Chị đi chúng ta. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn. Bán thường mấy giờ mới về hả chị? Tùy theo đó, ế, miễn chắc là gì sớm. Dạ. Ế, dạ. Cô ở đây bán rồi rất là dễ thương luôn. Rồi, cảm ơn các cô nha, chào các cô. Dạ. 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 Ôi, quay nãy giờ cô chị, 5 nhà.
là có không? Dạ con mua nhiều quá rồi, có mình con à. Dạ quay lại tả 5 ngàn. Dạ. Thôi đi ra phía sau nha cô chú. Đi ra phía sau đây nha cô chú. Mấy cô ở đây bán bánh đắt lắm. Đấy, bà con mua rất là nhiều luôn nè. Đấy. Mấy cô ở đây bán bánh mà đeo vàng rất là nhiều cô chú. Dạ. Tháng 30 năm tháng 60 cây hả chú? Dạ. Dạ kênh ống kính đó đây cô. Ống kính đó đây hả? Dạ. Đây cô bán chắc cũng lâu lắm hả cô? Mới bán này đó. Dạ. Rồi. Cô bán hủ tiếu, bánh canh, bún riêu. Đấy. Đấy. Rồi bên đây mình đi xuống nha cô chú. Bên đây thì những cái quầy nước. Đấy. Đây ở đây chị bán chôm chôm. Wow, bà con mua chôm chôm nhiều lắm. Lúc nãy mua 1 ký 2 ký của chị rất là ngon. Rồi, bây giờ mình đi ra phía sau luôn nha cô chú. Wow, bên đây có cái tủ bánh mì. Đấy. Chào cô. Dạ, đây bánh mì chả lụa nha cô chú. Rồi, đi ra phía sau cô chú ơi. Ở đây thì có mấy cô ngồi hai bên ha. Đấy. Chào cô. Chào, hôm nay bán được không cô? Đây cô bán mấy trái dừa nè. Đấy, mấy miếng mít. Mấy con ốc bu. Có chuối cao nữa nè. Đây rau muống vườn. Rồi cảm ơn các cô nha. Dạ. Dạ. Rồi quay cô đi chợ luôn nè. Quán gì cô? Quán cà phê hả? Dạ dạ. Dạ con quay lên YouTube. Dạ. Đây ở đây cô cũng có bán rau. Đấy. Thôi em đi ra phía sau luôn nha cô chú. Đấy. Dạ, nước này mới đẹp dữ lắm, mà nó hơi mất chút xíu. Dạ. Hai bên đây hơi vắng, bởi vì cái khu nhà lồng bên trên đây là chủ yếu là những cái quầy bán gạo nè, cám gạo, thức ăn. Mình đi ra khúc phía sau luôn là khu chợ cá nè. Xong cái mình đi thẳng luôn. Mình đi thẳng luôn là có một cái khu bà con bán chầm hổm. Đây có cô bán gạo nè. Chào cô. Dạ ở đây rất là nhiều sạp gạo hả cô? Dạ. Chợ xã nhỏ nhưng mà rất là nhiều sạp gạo luôn. Cô cho con hỏi ở Tiên Thủy này bây giờ mình có thị trấn Tiên Thủy rồi phải không cô? Thị trấn. Dạ. Là ở đây ngay thị trấn luôn hay là? Thị trấn. Dạ. Mình lên thị trấn lâu chưa cô? À mới lên thị trấn 1-2 tháng nay. Dạ. Vậy là ngày xưa là xã Tiên Thủy bây giờ là lên thị trấn rồi. Vậy chắc là chợ sắp được nâng cấp lên cho đẹp lên hả cô? Dạ. Năm 2 năm sau thì chợ này sẽ đẹp. Dạ. Dạ vậy là mới lên thị trấn 1-2 tháng nay cô chú. Rồi cảm ơn cô nha.
Rồi bây giờ là một thị trấn Tiên Thủy nha cô chú. Mình đi thẳng ra phía sau. Ở dưới đây có một cái bờ sông, có cây cầu thang để cho bà con đi xuồng vô đây. Đấy. Bây giờ ghé vô đây chợ nha cô chú, chợ cá nằm trong đây nè. Đấy. Đây các cô bán rau. Đấy, bán măng. Chợ quê, chợ xã nhưng mà rất là đông cô chú. Đây. Ôi, ôi, con cá gì quá trời bự luôn. Ôi, ôi. Con cá này mấy ký hả chị? 5 ký vậy hả? Ôi, ôi, quá thì dài luôn á. Mua đi bán cho 50 ký luôn á. Dạ, em đâu mua chi đâu. Mua quay phim. Em đi quay phim. Quay chị lên. Dạ. Con cá này dài gần cả mét thôi chị. Ôi, quá trời bự luôn. Đây, quá trời bự luôn chú. Cái tay em nè. Đây. Ủa, cái đầu nó hết gan em rồi. Đấy. Cái cá này có 5 gan, 4 gan mấy á. Chợ giờ này cũng rất đông luôn nè cô chú. Wow, bên đây bán cá sông nè. Đấy. Cá này cá gì hết cô? Dạ. Dạ có cá sông. Dạ. Ồ. Bên đây là cá chép nè. Dạ cá chép. Chép với cá mè dinh. Dạ. Mấy con bông bông này là cá hồng dạn phải không chị? Cá dạn. Dạ. Cá này nuôi kiển đẹp nè. Tép nè. Mấy cái này ghe cào quá. Dạ, ở đây em đặt lưới 12 cái một mà. Dạ. Dạ. Chị nói đặt 12 cái một cô chú. Wow, bán cá ngon quá. Toàn cá sông không mà cô chú. Mấy lạng hả? Còn bán nó 55 lạng. Dạ, 4 lạng mấy. Cá tê. Con mẹ nó xỉnh rồi hả gì? Dạ, con nó xỉnh rồi. Còn nè. Có cá cóc nữa nè. Đây, cá lưỡi trâu, cá cơm. Dạ, cá luôn. Quá ngon luôn cô chú. Thôi, để cho mấy cô lựa cá cái đi. Và chị này bán cá đắt quá nè. Đây, đi bên đây nha, đi xuống bên đây. Đây. Bên đây có cái xuồng mà. Chú đi đi đặt trứng á cô chú. Giống như đi đặt sà di á. Đấy. Rồi đi vô chợ. Cá sông đây, chợ này bán rất nhiều cá sông luôn cô chú. Tôm, cá cơm. Đấy. Dạ, con đi quay phim. Dạ. Dạ em đi quay phim. Đây. Đây cá rô quá ngon nè. Cá rô đồng luôn hả cô? Rô đồng lóc đồng luôn, cá mà sông luôn. Ừ. Ủa, con cá của bồng nó bự dữ vậy đó. Cá đó là nhỏ. Ờ đó. Cá này là bằng đỏ đỏ. Cá rô cái này là bán nhiêu ký á cô? Hả? Dạ.
Dạ. Cô, con cá rô cái này là nhiêu ký cô? 80 ngàn. Dạ. Cá lóc ra chắc 100 mấy. Cá lóc 130. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Đây chị này bán cá cơm nè. Cá cơm nước mặn hả chị? Cá cơm nước ngọt là bự quá ha. Dạ, ồ cá quá là bự cô chú. Bên đây có mớ cá bóng nè. Giờ bỏ đi hết rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Đây, cô bên đây bán cũng rất là nhiều loại cá nè. Cá bóng. Đấy. Còn là cá sông không à. Này, em đi vòng vòng trong cái khu chợ cá này chút xíu, cái mình đi thẳng ra bên kia ra khu chợ ruộng á, khu chợ Chầm Hởm á cô chú. Đông lắm. Đấy. Đây hai cô và hai chị bán cá ngon lắm nè. Dạ. Dạ kênh em là ống kính đó đây. Dạ. Rồi mốt là thấy hai chị ngồi bán cá. À, cái mặt xinh vậy mà chị là như chú Ngọc. Dạ. Đây cá ngát hả chị? Dạ. Cá ngát cá chẽm cô chú. Dạ bấm chợ Tiên Thủy. Dạ. Rồi cảm ơn hai chị nha. Đây chợ ở đây cũng đông nữa cô chú. Đây ở đây em thấy bà con bán cá cũng ngon ha. Em đi lại đây một xíu ha. Bên đây cô bán cá ngát nè. Đó. Cá ngát còn sống cô chú. Wow, bên đây cô bào cá thác lát nè. Dạ. Này cá thác lát chín hiệu hả cô? Dạ. Đi ở đâu mà con đi qua YouTube. Dạ, em ở Cai Lậy Tiền Giang. Dạ, chợ quê Tiên Thủy nè. Nay. Dạ bên Cai Lậy á. Dạ quê ở bên Cai Lậy Tiền Giang luôn. Và quay chợ quê cho bà con coi. Dạ. Dạ đúng rồi, qua đây quay chợ quê vậy đó. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Bên đây chị bán cá trê trắng nè. Rồi. Wow, cá trê trắng luôn. Wow, bên đây chị bán mấy con cá bự quá nè. Cá này cá gì vậy chị? À, con cá này cá lăng hả? À? Ừ, cá lăng. Wow. Cá trồng. Cá lăng vàng tươi luôn à? Cá thiên nhiên. Dạ. Cá sặc thiên nhiên luôn hả? Cá sặc nuôi. Sặc thì nuôi, nhưng mà cá lăng là thiên nhiên. Dạ. Nhái thì nhái, nhái trồng. Dạ. Ủa con đó nhái ăn ớt? Nhái ớt này rồi. Dạ, dạ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Đây. Bên đây là những cái sạp rau củ và phía sau là những cái sạp thịt heo ở trong đây nha cô chú. À, những sạp thịt heo phía sau. Đây là những cái sạp rau củ bên trên. Đấy. Đây thịt heo, rau củ đầy đủ luôn. Đây cá biển nè.
Bên đây bán quần áo nè. Cô bên đây cũng bán cá luôn. Chào cô, chợ dạo này bán được không cô? Cũng hay chậm hả cô? Dạ. Dạ bán chậm lắm ha. 11 xây chợ mới bán sung hơn. Dạ. Dạ con ở bên Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ quay giới thiệu chợ quê cho bà con xem cô. Dạ. Đấy. Cá ngon không hả cô? Cá lồng tông nè. Cá lồng tông tép. Tép xong rồi. Dạ. Quá ngon. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng, cái chợ phải nói rất là đông nha cô chú. Đấy, đông lắm luôn á. Nay là được thị trấn Tuyên Thủy rồi, không có còn xã, chợ xã như ngày xưa nữa nha cô chú. Đấy. Đây, bên đây có các cô bán khô nè. Một chút xíu nữa thì cuối clip thì em sẽ đi cái đường này đi ra phía trước cô chú. Bây giờ mình đi ra phía sau khu chợ ruộng nha. Đấy. Wow, ở đây bán khô. Chào cô, con xin quay khô giới thiệu với nha cô. Đấy. Dạ. Cô bên đây bán khô cá sặc bổi nè cô chú. Dạ. Bên đây là cá đù hả cô? Cá đù nè, khô cá mối. Dạ, khô cá dứa nữa. Đó. Dạ. Đấy. Dạ, ớt hiểm vườn luôn. Đây, có ớt hiểm vườn đây. Đấy. Rồi, cảm ơn cô. Đây, cái mâm khô cô trang trí nè cô chú. Có khô mực nè. Đấy. Dạ. Rồi em đi ra phía sau nha cô chú. Ở đây chị này bán nguyên một thau hến luôn nè. Wow. Mùa này là mùa hến hả chị? Wow. Hến nóng đây, hến nóng đây. Đó. Cua đồng sai luôn. Đây bên đây chị bán nấm rơm. Cái này nấm rơm hả chị? Dạ, cái này nó trắng quá nhìn không ra luôn. Nấm rơm của dòng rơm nó trắng vậy. Dạ. Nấm rơm dòng rơm á, người ta làm công nghệ mới sao mà nó trắng hả chị? Giá không? Giá không? Giá tiền không? Bỏ vô. Của dòng rơm. À nấm rơm rất là trắng luôn cô chú. Em cảm ơn chị nha. Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Dạ. Hai ngày nữa là thấy chị bán nấm rơm. Cảm ơn chị. Đây cái chợ bây giờ nói giờ này rất là đông luôn nè cô chú. Dạ. Đông lắm. Mình đi thẳng. Hay. Xin lỗi cô. À, mình đi thẳng luôn là đi ra phía sau chợ. Đấy, ở đây mình đi thẳng ra luôn là khu chợ Chầm Hãm phía sau. Rồi, bên đây là những cái sạp các cô bán nha. Đấy. Đấy, các cô bán rau ở đây. Chợ hôm nay bán được không các cô? Dạ. Dạ, con quay giới thiệu chợ cô. Người thì bán được, người thì bán ế hả cô? Dạ. Dạ. Wow, đây cô bán một măng lớn quá trời lớn luôn.
Mùa này vô mùa măng rồi ha cô ha. Đúng rồi. Dạ. Thầy. Cái này gọi là măng xanh hay măng đen cô? Xanh có, đen có, măng đen lại này. Dạ. Dạ, không biết cái nào ăn ngon hơn ha cô? Cái măng đen ngon hơn. Dạ, măng đen nó đắt tiền hơn. Dạ. Xanh 20, măng đen 30. Dạ. Wow, nó mắc lên gấp rưỡi luôn. Rồi, cảm ơn cô nha. Thôi đi ra phía sau chợ. Đây, cái lối đi hơi hẹp chút xíu nha cô chú, cho nên là cũng khiến cho mình thấy được cái chợ rất là đông. Đấy. Đây, bên đây cô bán đồ làm đẹp nè. Đó. Kẹp tóc. Có gì em chở bên ngoài chị cho. Điểm ở đây nè. Đấy, bên đây thì cô bán hủ tiếu khô, bún, đấy, bán bắp, bán bánh. Dạ. Đấy. Dạ, con đi quay phim giới thiệu chợ quê. Dạ. Dạ, con ở bên Cái Lậy á, cũng ở quê luôn. Đây, cô bán tôm hả con? Tôm. Dạ. Đấy, chợ phía sau á đông lắm cô chú. Dạ. Đây bên đây có chị bán mắm nè, em xin quay giới thiệu mắm đó nha chị. Dạ. Mắm này mắm cá biển ha, cá đối hả chị? Dạ. Cá linh với cá mè. Cá linh với cá mè. À. Wow. Dạ. Dạ. Bên đây là mắm dưa gang ha. Dạ, dưa leo. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Wow, chợ đông quá cô chú. Con mua á. Dạ. 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 Sáng ngày chưa gì hết đi mua cho ăn hả cô? Dạ. Dạ. Đây, ở đây cô bán xà bông, gia vị, đấy, nước mắm, nước tương. Đấy. Dạ. Đấy. Ở đây đặc biệt là cô có bán giấm nuôi nữa nè cô chú. Đó. Rồi, cảm ơn cô. Con làm mặt hàng gì mà con quay? Dạ, con đi quay YouTube giới thiệu chợ quê. Dạ. Qua quê là lên YouTube nè. Dạ. Sao cô? Tôi nói nãy giờ trên cái đầu không có quả. À, cái máy quay. Dạ. 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 Nói là tao quay kia. Dạ. Cái giờ cái kép lấy giờ sạch để qua chỗ khác. Đừng có lỡ nó quỵt. Dạ. Dạ. Cái bơi là nó đây cô bán. Đây cô bán tôm. Đây tôm càng xanh nha cô chú. À. Đây tắc cơm ở Thạnh Phú á cô. Có tôm mình nước ngọt ở đây nè. Tôm ha. Dạ. Cái này nuôi hay là ở sông á? Ồ ở sông mà nó đều quá cô. Dạ. Cái này là ăn nhiêu ký cô? 2,5. À dạ. Sông luôn mà đều quá ha. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Đâu có nó có bự có đồ mà tại vì mình bắt vậy mình bán ở đây được chứ ở nhà con chẻ chẻ. À. Có mấy trăm từ gam con. Wow. Nó cái này mà cô đếm lại hay là của nhà? Ta đem ta bán. Dạ. Ta đem bán lại à? Dạ dạ. Chú, quay nấm mối. Dạ dạ. Cái này nấm mối hả cô? Ờ, nấm mối. Wow. Wow, cái này đắt tiền lắm nè. Ờ, nó mắc lắm. Này đây nhiêu 1 ký cô? 1,3 triệu. 1,3 triệu. Ừ. Trời ơi. 1,3 triệu 1 ký là thứ này nè. Kinh khủng như trời. Đây nè. Dạ. Còn cái này đó nè thì 700. Cái này nở là 700 đó. Dạ. Đó. Là 1,3 triệu. Cái này là 1,3 triệu. 1,3 triệu. Wow, trời ơi. Có chỗ bán 1,5 triệu nữa. Trời. Còn cái thứ đó thì có mua, 700. Mua 4 ký nấm là hết chỉ vàng nè. Ừ. Quá trời. Rồi cảm ơn cô nha. Cái này là ở nhà mình đi mình nhặt hay là ở nhà mình làm nha cô? Mua người ta nhổ dưới đất lên. Dạ dạ. Ta nhổ dưới đất nó mọc lên. Dạ. Bây giờ con thấy có những nơi người ta có thể trồng được cái nấm này nè. Cái đó khác. Nấm nó khác, ta nuôi khác. Cái đó nó rẻ hơn hay cô? Nó ăn không bằng cái này ta ăn thơm. Đó có 300 ký, 200 ký. Dạ dạ.
Wow. Một triệu mùa ha. Này thường nó mọc ở đâu cô? Dưới đất luôn hả? Có gò mối nó mọc lên. Dạ dạ, à, mới gọi nấm mối nè. Dạ. Nó có mối gò mối ở dưới nó mọc lên. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi chúc các cô bán đất nha. Dạ. Chó kìa, lấy mấy chó. Bên đây cô bán mít. Mít bán chuối. Đây, mít này mít tố nữ hả cô? Của cô luôn hả? À, mít tố nữ nè. Đấy. Chuối. Rồi, cảm ơn cô. Thôi, tranh thủ đi ra khu chợ ruộng phía sau cô chú. Khu... Dạ thôi được rồi. Chú bán cho con. Dạ. Dạ, em mua á. Dưa hấu bao ăn. Dưa hấu quá bự luôn. 9.000 ký. Dạ. Đây ra phía sau là khu chợ Chòm Hổm nha cô chú. Bên đây có anh. Dạ. Dạ kênh em kính đó đây. Dạ. Đây anh bán chạy chợ hả? Chạy chợ. Đây. Ông kính đó đây. Ông kính đó đây hả? Dạ dạ. Tóc là rõ à phải không? Đúng rồi. Chợ Tiên Thủy. Chợ Tiên Thủy hả? Dạ dạ. Đây bán giải hả anh? À cái giải này là dạ. Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn nhập Sài Gòn hay là ảnh trên Sài Gòn xuống? Ở Sài Gòn xuống đây bán. Ở Sài Gòn luôn. Trời quá dữ luôn trời. Đi các tỉnh luôn hả? Dạ. Vậy mình đi xe tải hay gì anh? Đi xe máy nè. À dạ dạ. Dạ dạ. Giải rất là đẹp luôn. Quảng cáo giùm em đi. Cho bà con đi mua đồ giải về may quần áo nha. Đấy. À, trời luôn. Rồi em cảm ơn. Đây. Ở đây các cô cũng... mua giải thì hẹn cho em tới hẹn ở chợ cũ Mỹ Tho đi. Chợ cũ Mỹ Tho là anh bán ở đó nhiều. Dạ. Rồi. Thứ ba mỗi tuần là anh ở chợ cũ Mỹ Tho nha cô chú. Đó. Rồi, cảm ơn anh. Đấy. 50.000 một một miếng vải. Một thước. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Đây. Chợ này nhỏ nhưng mà vui đó cô chú, đông lắm. Rồi, đi ra phía sau nha. Bên đây có bán mực nè, đó. Cá chẽm, cơm sông. Dạ. Dạ. Wow, mực hả anh? Đây. Mực này gọi là mực gì đây anh? Đây là mực ống thước. Mực ống thước ha. Dạ. Đây có cua biển luôn nè. Đấy. Đấy. Dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 1 kg dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 1 kg dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 1 kg dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 1 kg dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 1 kg dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 1 kg dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 1 kg dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 1 kg dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 1 kg dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 1 kg dưa hấu không ăn 9 ngàn 1 kg, bao ăn 10.000 á, mà hạ xuống còn 9.000 cho bao ăn. Dạ. Dưa hấu không ăn 9.000 một ký, bao ăn 1 ký dưa hấu không ăn 9.000 một ký. Dạ, rồi cảm ơn chị nha. Chúc chị bán mau hết nha. Dạ. Dưa hấu không ăn 9.000 một ký, bao ăn 1 ký dưa hấu không ăn 9.000 một ký, bao ăn. Đây bên đây có cá chép nè. Đó. Cá chép vàng. Bên đây là tôm, cá ngát. Đó. Đây, ở đây là các cô ngồi ngoài trời nè, phía ngoài nè. Đấy. Đây, chị bán dao, thớt.
đây chú bán vịt con. Con xin quay mấy con gà mấy vịt xíu nha chú. Đấy. Gà con, vịt con. Đấy. À, có mấy con vịt màu đen á là giống gì hả chú? Sim Pháp. Sim Pháp hả? Dạ. Gà Thái Dương. Gà Thái Dương. Con nghe nói ở Bến Tre người ta có bán một cái loại vịt mà nuôi trên bờ đó chú. Giờ đa số nhiều dạ. Vịt nào nuôi trên bờ nữa. Không, con vịt đó loại dưới nước không được. Dạ. Con vịt đó con vịt gì con quên rồi ta. Vịt. Hả? Cái gì? Ở Bến Tre em có biết một cái loại vịt là nuôi chỉ trên bờ không một cô chú? Con vịt đó nó xuống nước thì nó lội không được. Là thứ vịt trắng này nè. Dạ, đúng rồi. Ta gọi là vịt siêu nạc hay gì đó. À, siêu nạc. Dạ. Nó không xuống nước được. À, không xuống nước được. Xuống nước là nó bị mẹp lông à. Dạ, rồi. Rồi, cảm ơn chú nha. Đây, chú bán vịt. Có số luôn nha cô chú. Mấy con. Rồi, ai mua gọi chú nha. Đây, bên đây là khu chợ ruộng ở ngoài bờ sông. Sát bờ sông luôn. Sát với cây cầu Tiên Thủy luôn cô chú. Đây, ở đây chôm chôm. Đó. Chôm chôm Thái. Vú sữa. Đây, cái này là vú sữa Hoàng Kim. Xoài luôn. Bon bon luôn cô chú. Ở vườn. Thôi em đi ra tiếp nha. Ở đây có bán, có hát nhạc rồi cô chú. Đấy. Đây là khu chợ quê mà các cô ngồi ở đây nhìn rất là dễ thương. Đó. Đây, tôi có Thái phải nha. Dạ. Có lùm chùm Thái mà em mua rồi. Hồi sớm á, chị kêu em mở hàng dùm chị à, mà chị không có chôm chôm Thái, em mở hàng chôm chôm thường cho chị. Bây giờ chị ra mời em chôm Thái mà em mua chôm Thái rồi. Ở đây cô bán rau vườn. À. Dạ. Cái này gọi là dây... dây khổ qua thường mình hả cô? Dạ. Cái này về nấu canh luôn hả cô? Dạ. Dạ dạ. Dạ tại con không có chế biến được. Dạ. Ý nói là con không có về nhà, không chế biến được. Dạ. Ở đây cô bán mấy cái lá lạ lạ không ha? Dây này dây gì cô? Lá cứt quả hả? Dạ. Cái trái nó vàng vàng đó phải không cô? Dạ. Còn lá này lá gì ta? Cái này cái đất. Dạ. Dạ, cây kim thất hoặc là cải đất thôi cô. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Chúc cô bán nhiều hết, mau hết nha cô. Dạ. Dạ con quay giới thiệu chợ quê. Đây. Dạ dạ. Dạ ở đây cô bán trái cây nè cô chú. Đó. Đây cô bán em thấy có củ bán mít nữa kìa. Đây ở đây mấy chị mua ớt nè. Đây, con xin quay phim xíu nha cô. Dạ. Cái này là ớt hiểm vườn hả cô? Dạ. Đấy. Mít chín thơm quá. Dạ. Bên kia là mít tố nữ hả cô? Dạ. Dạ. Đây là thanh long á, thanh long này ruột trắng hay ruột đỏ cô? Thanh long ruột đỏ. Này cô có bán mật ong nữa nè. Đấy. Mật ong dừa Bến Tre đó cô chú. Dạ. Này nước màu dừa luôn. Bao nhiêu một chai nước màu đó cô? À, cô tự nấu hả? À, dạ. Cô bán cho con chai đó đi cô.
Dạ cô bỏ vô cái bịch đây đây, cô bỏ vô bịch gì luôn. Nước màu có bao ăn không cô? Bao luôn. Không ăn dạ. Trả lại. Dạ bao ăn như sầu riêng vậy đó hả cô. Ăn không ngon trả lại nha. Dạ. Dạ đúng là người miền Tây á. Có sao nói vậy. Dạ. Ồ cũng làm hả cô? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Cô ngồi trong hẻm nè. Đi không à, chỗ đàng hoàng. À là ngày nào cô cũng bán đây. Đúng rồi, bán dạ. Dạ. Mình bán mua bán dạo thì mấy nguy hiểm hả cô? Rồi. Dạ. Đây trái ớt này, trái ớt gì mà nó ngắn ngắn hơn cô? Ớt kiểng. Ớt kiểng hả? Ớt kiểng nó cay không cô? Cay hơn ớt kiểng. Ờ. Trời ơi lấy xanh không mà kìa. Dạ. Được nhiêu ạ? Con mấy thôi. Được rồi, xong về xanh rồi. Xong đi nó không. Đây cô bán mít với lại là mấy cái trái trái sake. Sake nè cô chú. Cái trái này về mình lọt. Lọt ra mình chiên bột với cô. Dạ. Dạ, con có ăn ngon lắm. Dạ. Bên đây là mít tố nữ. Tố nữ hay Mã Lai cô? Tố Tây. Mã Lai cái xanh á. Này tố gì cô? Tố tây lạ vậy? Ừ, tố tây á. À. À. Cái chàng tôi nhà con này Mã Lai nó chiếc dạ. Nhiêu ký cơ? 10.000 hả? Mã Lai cũng 10.000 luôn hả? Cô lựa cho con hai trái mỗi hai trái nhưng mà một trái một loại. Một trái này với một trái này. Một trái này mang về nhà đi. Đấy. Kệ nó cô. Dạ. Dạ kệ đi. Con lấy trái đó với trái này đi. Con lấy 10.000 hay khỏi cân đó. 10.000 hết luôn khỏi cân ha. Cái thì nó muốn hiếu dữ lắm. Dạ. Dạ. Cái loại bít nó cũng có nữ. Dạ hên xui mà. Dạ. Tay mít tố tay con mới biết luôn á. Còn Mã Lai là khác nữa hả cô? Mã Lai là cái xanh nè. À còn tố tay chắc là tố nữ quá. Tố nữ khác. Tố nữ khác luôn. Vậy có tố nam không cô? Chọc cô hồi cô quánh luôn. Dạ được rồi cô ơi. Dạ. Dạ. Em mua chôm chôm nhiều rồi. Hồi sớm em có mua đằng kia bỏ đằng xe nữa. Dạ. Đây, đây gọi là chôm chôm đường. Là chôm chôm nhãn phải không chị? À đúng rồi. Dạ. Nhìn thấy dễ thương quá. Con mua 1 ký thôi. Nhiêu 1 ký? 30.000 thôi. Dạ, thôi lấy 1 ký thôi. Chôm chôm này giá cao quá ha. Ừ, lúc dài cũng như mấy rồi chứ. Hả? Nó hết mùa rồi biết không? Dạ, mà trái nó nhỏ quá ta. Nó có chôm đường này nó vậy. Dạ, dạ. Chôm tay ghét. Cho em thử 1 trái. Ừ, ăn nó giòn. Dạ. Nhìn tay nó ngộ ngộ sao á. Thì cái lỗi nó vậy đó, cục dạ. Cục vậy đó. Nó dễ thương nè. À, em mời cô chú nha. Chôm chôm đường. Dạ. Đổ tí đi chị. Sáng giờ em mua nhiều chôm chôm lắm rồi. Dạ. Ở đây cũng có mít tố nữ nữa nè. Dạ, Mã Lai ha. Dạ, dạ. Nè, chị em gửi. Vừa mua vừa quay luôn hay gì? Dạ. Đi chợ thôi chú. Dạ. Để cho em gửi đó đi. Gửi hồi em lấy nha. Nhiều lắm. Chua. Đấy. Không, còn bánh chua. Ở đây, phía đây là cái cầu Tiên Thủy nè cô chú. Tên là cầu Khánh Hội nhưng mà các cô ở đây hay gọi là cầu Tiên Thủy. Đấy. Đấy. Bên đây thì cũng có mấy chị bán trái cây, cô thì bán dớ nè. Đó. Bên đây là sát bờ sông. Sông ở đây gọi là sông gì hả chị? Sông Tiên Thủy luôn hả? Sông Tiên Thủy.
Dạ. Đấy. Quang đi lại được bằng chứ. Đây nè. Chợ thì có lúc cũng đông, có lúc thì cũng lưa thưa cô chú. Đấy. Đây bên đây cô bán rau vườn. Chợ hôm nay bán được không cô? Bán đỡ không cô? Hay chậm hả? Sáng giờ bán được mấy con vịt rồi cô? Mới có được có 2 con vịt, còn 2 con nữa nè. 2 con hả? Dạ. Mời con đi. Dạ con mua sao con nấu. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Ốc bu mà nó bò lỉnh kỉnh ra luôn rồi nè. Đấy. Bên đây có trứng vịt. Đấy. Đây bên đây chị này bán chôm chôm thường. Sáng em mở hàng dùm cho chị nè. Chị kêu mở hàng cho chị bán đắt nhưng mà mở hàng xong thấy chị bán cũng chậm lắm. Chào cô. Chào hôm nay bán được không cô? Dạ, con xin quay cái bông mướp cái nha. Rồi, bông rất là đẹp luôn nè cô chú. Đó. Bông mướp còn bên kia là rau diệu. Dạ, rau dền cơm. Dạ. Có lá cách, rau nhãn lòng nè. Dạ. Xua đũa luôn hả cô? Đây, con xua đũa nè. Bên đây là cốc Thái hả cô? Dạ. Dạ. À. Dạ, bán đồ vườn không à? Bên đây là nhãn lông, nhãn ngày xưa nè. Dạ. Cái nhãn lông này nó rất là thơm. Cái điều đặc trưng của nó là mùi thơm và nước. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Nè. À, bên đây chị bán khóm. Mình xin quay khóm ấy nha chị. 3 trái 10.000 3 trái. À cái này cái khóm nhỏ mà anh tính nở gai quá chị. Quá đẹp luôn. Anh đất bơ hả? Dạ. À, em ở bên Ca Lậy Tiền Giang. À, chị ở bên Ca Lậy luôn hả? Ca Lậy ở à, lấy khóm bên bên đó là bên Tân Phước chứ. Dạ. Trời dạ. Vậy khóm này là khóm Tân Phước. Về dùng Hậu Giang hoặc Kiên Giang á là bà con sẽ xài khóm tắc cậu nè, khóm gò quao. Nhưng mà cái dùng trên Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre là người ta sẽ xài khóm của Tân Phước nha cô chú. Rồi em cảm ơn nha. Đây bên đây cái chú bán vé số. Dạ con quay giới thiệu chợ Tiên Thủy. Chợ Hàm gì chú? Hàm Long. Hàm Long. Ờ, chợ là Hàm Long. À, Hàm Long ngày xưa. Ngày xưa bây giờ là chợ là chợ Tiên Thủy. Dạ. Ngày xưa con nghe nói là chợ Sóc Xoài, quận Hàm Long. Sóc Xoài. Sóc Xoài. Rồi sau này mới chữa lại là chợ Hàm Long. Dạ dạ. Chữa lại chợ Tiên Thủy. Dạ. Sóc Xoài quận Hàm Long. Ngày xưa là do người Khmer sống ở đây nhiều. Dạ. Bây giờ còn dân tộc Khmer không chú? Không, đi hết. À, người ta đi đâu ha? Đi ta về quê ta, về quê ta. À, về Sóc Trăng. Do ngày xưa chiến tranh đồ người ta sống ha? Dạ, dạ. Chợ này chợ Sóc Xoài nha cô chú. Sóc Xoài về chỗ là chợ Hàm Long. Dạ, dạ. Dính chơi không? Dạ. Dính chơi không? Sao chú? Chơi dính chơi không? Sơn gì chú? Chú chơi dính chú chơi không? Quay chú, dính không? Dính luôn. Đấy rồi. Dạ. Chú ở đây luôn hả chú? Ở đây người địa phương đây luôn. À dạ. Đây chú Sơn bởi chú rất là gần cái ngôi chợ này. Chú địa phương đây luôn. Chú là công an xã ở đây rồi. À chú là công an xã. Chú nghỉ bao nhiêu năm rồi chú? Nghỉ này cũng 7 năm rồi. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chú Sơn nha. Dạ dạ.
Ở dưới chân cầu cũng có bà con buôn bán nha cô chú. Đấy. Mấy chú chạy xe. Bên đây là cũng có bà con bán nè. Bên đây là bãi giữ xe nha. Rồi bên đây cô bán rau nữa nè. Dạ con đi quay chợ giới thiệu chợ. Dạ. Dạ cái chôm chôm, cái chôm chôm Thái này như là 30 ngàn. Hôm nay như nó sắp qua mùa cho nên giá hơi cao quá cô. Dạ hôm bữa thì 20-25. Không biết làm chôm qua nhiêu, 4 ngàn. Ủa sao sáng con mua chị kia 15 ngàn. Trời ơi. Chôm chôm thường. Giá qua đó là kêu mua qua còn này Thái. 4 ngàn là cái chừng loại giạc quá. Loại giạc mà đều cũng ngon lắm. Hồi sáng con mua thấy cũng ngon lắm. Dạ. Mà đều cái này ăn ngon. Dạ con cũng thích chôm chôm Thái nè. Dạ. Có cái cầu Tiên Thủy này đi qua bên đó mình đi đâu á cô? Đi về Khánh Hội. Khánh Hội hả? Ừ, rồi đi xuống đền Tiên Thủy. Dạ. Giờ đi vô lên mà đi lên Tiên Long. Dạ. Cả cao. Dạ. Đi đường nhà đường nào cũng có đi được hết. À. Con thấy đó bên đó giống như cái cù lao mà. Cù dạ. Lao mà. Cù lao hả? Cù lao mà kêu bằng như là kêu bằng ở Khánh Hội Cuba cũng như kêu bằng về Khánh Hội Tây, Khánh Hội Đông. Dạ. Khánh Hội Đông là nó nằm ở dưới này. Dạ, dạ. Dạ, từ cái cầu này đổ ra, này từ đổ xuống là Khánh Hội Đông, từ đó đổ lên là Khánh Hội Tây. Dạ, dạ. Cuba có chưa? Dạ, 10 ngàn có gì? 10 ngàn. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Dạ dạ. Vì hiện tên gì cũng hiện tên. Dạ. Mốt cũng mua một mốt 14 ngàn là cái mốt mắc hơn. Ủa hai cô bán chung hả? À, có nhỏ này nè em, nó ngồi nó bán phụ. À cô bán phụ. Ai gì mua á, gì mua cái dạ. Đồ của nó đem ra. Dạ, cô bán lục bình nữa nè. Ừ. À, cái này chấm mắm kho nha. Ừ. Ta nấu canh chua. Nấu canh chua ngon lắm. Con rất là thích ăn sống chấm mắm kho. Mua đi. Dạ, tại con không có chế biến được. Cái này có 12 ngàn. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. À. Dạ dạ con mua cô ơi. À, bên đây mấy anh mấy chú bán tôm. Tôm mực. À, quá tươi luôn cô chú. Đây là lươn nè, quá trời lươn luôn. Tôm thẻ 150 một ký. Cá ta 35 nghìn một ký. 60 ngàn. Rồi bên đây là cầu Tiên Thủy nha cô chú. Ở đây cũng có các cô mua bán gì đây nè. Đây mình bán gì á, mối gì á cô? À thu mua nấm mối hả? Dạ. Mình mua cái mình giao lại hả cô? Bán lẻ tại chỗ. Bán lẻ tại chỗ. Dạ. Là bà con đi nhặt ở trong vườn đó ha. Nó chạy đây. Dạ. Nấm mối mùa này là nhiêu ký cô? Nấm mối tự nhiên á. Mối thì mua vô 12-13. Dạ. Bán ra 13 năm. Dạ. Là như mình bán ở như là ở quê mình bán vậy thôi. Dạ. Còn như mấy chỗ mà cũng tại đây nhưng mà bán dạ. Kia là bán. Dạ dạ. Cái vốn 1 triệu 3 mà lời có 50 là thấy hiu lắm á. Dạ. 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 Cái nấm này nó đắt tiền vậy ở chợ quê này mình dễ bán không cô? Cũng bán được cơ, tại chỗ cho chứ ăn thì bán dám ăn. Dạ. Mua tặng ha. Tặng. Mua ăn mua tặng sếp đó hả? ở cơ quan xí nghiệp công ty tặng sếp để bôi trơn à?
không dám ăn. Mua cho thì người giá dạ. Dạ. Thì đó đúng vậy, con thấy thu nhập ở quê thì cái tình hình kinh tế bây giờ mà nghe nói một ký nấm 1 triệu mấy con cũng ớn. Dạ. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ. Con quay giới thiệu chợ Tiên Thủy. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn cô. Nãy giờ con quay đó. Dạ. Biết giá sỉ giá lẻ chưa rồi. Cảm ơn cô. Đây là cái con đường mình đi thẳng ra phía trước nhà lồng của chợ Tiên Thủy luôn nha cô chú. Đó. Đi thẳng ra phía trước nhà lồng luôn. Cái con đường này phải nói rất là đông buổi sớm. Đó. Còn qua bên đây là cây cầu Tiên Thủy nè. Như lúc nãy cô có chia sẻ là đi về đâu đó cô chú. Về Khánh Hội. Đi ra ngoài đường này chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ mời cô chú đi tiếp một đoạn ở đây với em nha. Đây đây là cái cánh nhà lồng bên tay tay phải từ ngoài lộ nhìn vô lúc sớm nè cô chú. Lúc sớm thì em đi bên trái. Lúc sớm thì có chú có đám tang người ta hát nhạc rất là nhiều cho nên là em không có đứng phía trước lâu. Bây giờ em đi ra từ hướng này nha. Đấy. Bên đây là những cái sạp thịt heo. Đó. Bên đây cô bán khô. Chào cô. Cho con xin quay khô cái nha cô. Dạ. Đây cô bán khô cá lưỡi trâu. Đấy. Cô cá sặc bổi nữa nè. Đó. Đấy. Cô cá mối. Chợ hôm nay bán được không cô? Đây lấy gai hả? Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Bên đây cô bán thịt heo hả cô? Cô bán thịt heo. Dạ. Dạ. Con ở nước nào á? Con ở Mỹ Tho. Dạ. Con ở bên Cai Lậy giáp Mỹ Tho nè. Dạ. Con này lên YouTube hả con? Dạ, con đi quay giới thiệu cho bà con coi. Dạ. Sao mấy cô gặp con ai cũng tưởng đâu con ở nước ngoài chứ vậy? Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Ở đây cô bán chắc cũng lâu hả cô? Dạ mấy chục năm. Đây cô có bán lạp xưởng nè cô chú. Bên đây là cũng những cái quầy thịt heo của các cô hả? Của chị. Đây. Hôm nay bán được con heo không chị? Dạ. Đấy. Cảm ơn chị. Hôm nay cô cũng bán thịt heo nữa nè. Đó. Đấy, hôm nay cho các cô lên tivi hết. Dạ. Dạ, kênh của em là ống kính đó đây. Dạ. Đây cô bán lâu hả cô? Lâu rồi. Dạ. Rồi. Ở trong đây có mấy sạp nữa cô không bán ha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Dạ kênh ống kính đó đây chú. Dạ ống kính đó đây. Dạ dạ. Chú vợ hả? Rồi làm may chú nha, chịu không chú? May chịu bà. Rồi luôn. Kiếm tô ba dắt nha, là ba đứa con á. Là sao? Là một tô hủ tiếu ba dắt là ba đứa con. À. Không vợ ba con đó. Dạ. Mà làm ai vợ? Vậy mà nói ông độc thân. Rồi cảm ơn chú. Đây, đi ra phía trước cô chú. Đây là một cái chợ xã nha. Mới lên thị trấn cách đây khoảng 1-2 tháng nay. Mà chợ thì nó phải nói rất là sung luôn. Bên đây các cô bán dừa. Đây. Đây dừa xiêm phải không cô? À, dừa xiêm. Dạ, cô bán dừa. Đấy. Rồi, cảm ơn cô. Hello, hello. Dạ con ở bên Cai Lậy. Cai Lậy xuống hả? Dạ. Rồi, cảm ơn cô.
Nó bán sữa bắp á. Đây. Sữa bắp đi. Đây, bên đây cô bán sữa bắp nè. Đó. Sữa bắp lạnh không cô? Lạnh. Dạ, bán con chai lạnh nhất đi cô. Con chai lạnh nhất. Dạ. Nhiêu chai chị? 12 ngàn. Dạ dạ. Lấy chai lạnh nhất uống ơi. Sáng giờ đi cắt nước rồi cô chú. YouTube hả? Dạ con quay YouTube. Dạ. Con ở đâu? Dạ con ở bên Cai Lậy nè. Bán sữa ăn sáng ngày ăn cơm nhà sớm. Chợ ế quá rồi bán phải đem cơm thì ăn. Dạ, ăn cơm nhà ngon mà cô. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Bên đây cũng có bán khô nữa nè cô chú. Đấy. Của cô luôn hả? Của cô. À. À, cô bán khô với cô bán sữa đối diện. Đấy. Rồi, cảm ơn cô. À, bên đây thì cũng có những cái sạp bà con bán cũng ngồi đây rất là đông nè cô chú. Rất là sung luôn nha. Hôm nay bán đỡ không cô? Hơi chậm hả? Ủa sao con thấy dưới đông quá mà. Ừ, mỗi ngày giống lỏng vậy. Dạ, chắc tùy theo cái đoạn đường bà con đi. Dạ, ở đây thì cô bán. Dạ, con quay giới thiệu chợ. Đây thì cô bán bồng bon, giải nè. Rồi, cảm ơn cô. Bên đây là những cái sạp đồ gia vị, có mắm nè cô chú, có bánh tráng nè. Đó. Chào cô. Đây. Bên đây thì bà con đi lai gai, bán thì cũng bán rất là nhiều nha, nhưng mà bà con thì đi lai gai. Đó. Bên đây cô bán mắm hả cô? Bán mắm, bán rau cải. Dạ. Nó thôi. Dạ. Chợ vắng ế lắm nè. Vắng quá hả cô? Chợ vắng lắm. À con quay là sung sung lên rồi mốt sung sung lên. Đúng phố quá. Đâu có. Đâu có mình nói chợ vắng cho người ta nghe, người ta thương lúc người ta tới chợ này người ta mua nhiều. Dạ đúng rồi. Người ta sợ ma người ta không đến. À. Cô nói. Cô nói nghe mắc cười quá nè. Đó quay lại đó. Đấy. Chợ chợ vắng thiệt. Dạ. Nói con thấy không? Đường phố thương người không có ai. Rồi vô tiếp. Đó. Sao nữa cô? Không nhớ được rồi. Không nếu muốn hát nữa phải tặng quà mới hát nữa. Tặng quà hả? Rồi con tặng cô chai sữa được không? Không được, tiền giá chót phải trăm đô. Trăm đô hả? Con rất tiếc con ở bên Việt Nam chứ không phải bên ngoài. Con ở Việt Nam cũng đô nhiều lắm. Dạ. Đô cũng đô nhất ở đây mà nó làm ngay đô được đô âm phủ. Trời ơi, nghe thấy ớn quá. Dạ. Dạ. Nó chứ hát khúc nữa cô hát rất là hay luôn. Không có, cô là hát là dạ. Cô phải có đô treo dáng dáng gì nè. Trời đất cơ. Con có biết cái câu là làm thầy nhờ tướng làm mướn nhờ bữa ăn không? Con dạ. Hát là sẽ có tiền. Dạ dạ rồi vậy lần à, sau. Có nghĩa là tiền giết đời cô, tiền đốt cháy tim của cô, có tiền là cô bụp liền. Rồi quá dữ luôn rồi. để chuyến sau đi, chuyến sau con mang đô theo nha. Con không vô tiền giang con mượn cũng có nữa. Thôi mượn không có, con chỉ có tấm thân này sao mượn ai mà cho. Tấm thân con vậy chứ nhiều tiền lắm á. Dạ. 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 Nhưng mà con thấy ở dưới đông hơn. Tại tùy đúng. Theo cái đoạn bà con đi á cô. Dưới à? Dưới cái khúc ở dưới nè. Dạ. No, rồi. Rồi, 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 rồi. Tiền giết đời cô, tiền đốt cháy tim cô rồi, tiền làm cô đau, con ơi con đặt lòng sao. Dứt 200 không phải lại như mày. Không phải của con đâu. Cũng nhỏ đó này. Nó chơi con ai đừng có dạ. Quay phim ta cười. Dạ vui mà cô. Vui gì? Dạ. Cô tại cô có máu văn nghệ miếng đụng mà cô bực dạ. Ha. Chắc ngày xưa cô đi hát dữ lắm ha. Trời ơi. Con dạ. Có biết tổng thống Mỹ mà Kennedy không? Cô đó hát cho ông nghe rồi chở quá sửa vậy. Không, Kennedy hả? Quá dữ luôn, thiệt luôn. Trời đất. Con không tin cái tổng thống Mỹ đó nổi con. Thôi ổng mất rồi. Rồi, cảm ơn cô nha. Cô rất là vui vẻ luôn cô chú. Nhớ lần sau đem đô nha. Em đi tiếp phía trước nha cô chú, đi thẳng ra phía trước luôn. Bên đây thì những cái đường bên đây thì phải nói là khá là êm ả, bà con đi cũng ít hơn. Những cái sạp quần áo nữa nè cô chú. Và phía đây là những cái sạp bán đồ gia vị. Đấy.
đây cũng những sạp cô bán nè. Chào cô. Đây là cái nhánh bên tay trái lúc đầu ở phía ngoài mình nhìn vô nha cô chú. Đây là cái con hẻm. Con hẻm bên đây mà mình đi vòng qua cầu Tiên Thủy lúc nãy nè. Ở phía trước thì có những cái sạp trái cây, sạp bánh, sạp bông. Đấy, quầy trái cây của chị Bích Thảo nha. Đây có mấy chú chạy xe ôm nè. Chào mấy chú. Chạy xe mấy chú. Xe. Dạ, sáng giờ có khách nhiều không chú? Lai gai. Dạ, lai gai ha. Dạ. Đấy. Quay về rồi, thấy đâu phải. Dạ thấy. Phải là quay xuống không rồi đâu. Dạ đây nè, cái máy đây nè. Máy đó đó. Dạ. Sáng giờ được lai gai hả chú? Dạ. Rồi, cảm ơn mấy chú nha. Dạ. Chợ mình nay là ở đây là lên thị trấn rồi phải không chú? Thị trấn Tiên Thủy à. Còn Tiên Long thì bắt đầu lên mới nông thôn mới. À, nông xã nông thôn mới hả? Dạ. Tiên Long thì còn xã phải không chú? Dạ. Thị trấn rồi. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Bên đây á thì có cái tiệm bách hóa xanh nè cô chú, hầu như là bách hóa xanh hoặc là điện máy xanh á bây giờ là rải khắp các cái xã, các cái thị trấn rồi. Đấy. Đây. Ở đây có quán cà phê nè, cũng có các chú lớn tuổi ngồi uống cà phê ở đây. Đấy. Dạ rồi, đây là cái con đường phía trước chợ. Hướng này là mình đi thẳng ra ở ngay quốc lộ 57C nha cô chú. Đấy. Đi thẳng ra ngã ba quốc lộ 57C luôn. Đường này gọi là cái đường nội ô ở thị trấn Tiên Thủy. Em không có thấy để tên là tên đường gì, nhưng mà mình đi thẳng ra là đi ra quốc lộ 57C. Ngay đó là một cái ngã ba, mình rẽ trái là đi về phà Tân Phú để qua chợ Lách Bến Tre. Đó. Rồi mình rẽ phải á thì mình sẽ đi về thành phố Bến Tre nha cô chú. Còn hướng sau lưng của em chính là chợ Tiên Thủy, sớm giờ mình đi còn có tên gọi là chợ Sóc Sải. Rồi em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm cũng như là đi tham quan chợ Tiên Thủy với em ngày hôm nay nha. Cô chú anh chị và các bạn yêu quý kênh thì vui lòng cho em một like, một bình luận và đăng ký kênh để em có động lực chia sẻ nhiều video hơn nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Bên đây có một cái nhà thờ nè cô chú. Đây được gọi là nhà thờ Tiên Thủy. Nhà thờ Tiên Thủy, giáo phận Vĩnh Long. Ngoài nhà thờ ra thì còn có đình Tiên Thủy nè.